Kundalini thì em có một cái cảm xúc về cái lương sản sinh thứ tư thì đôi khi là mình nghĩ đó là cảm xúc thì thể hiện nước mắt hay là la khóc gì đó hay là một cái cơ chế thì trong cái nhát lương sản nó vào để mình có cái biểu hiện đó. I'm going to take the Kundalini. But Kundalini is a language.